Some don't know me, hay tao không về. Vâng em trên đời đừng thầm than khóc nhạc lần với tôi, cùng tôi biến chết, cùng em biến tan. Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn, cô đơn biển cả. Biển xưa nghe chẳng xóa nỗi niềm, biển không lên tiếng. Đời tôi nhỏ bé trước những khát khao, biển tràn nỗi đau. Tình em quá lớn, sóng cũng vỡ tan, đời tôi đánh mất giấc mơ không còn. Xưa đã cạn, vâng em trên đời biển thầm thắt khóc ngàn với tôi, cùng tôi biển chết, cùng em biển tan. Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn, cô đơn biển cạn. Biển xưa nghe chẳng xa nơi điểm, biển không lên tiếng. Lời tôi nhỏ bé tiếng gió thật cao, biển tràn nỗi đau. Tình em quá lớn với những đam mê, làm nên oan trái. Dòng dòng nào nên hai lâu không về. Trên đời biển thầm than khóc lên với tôi, cùng tôi biển chết, cùng em biển tan. Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn, cô đơn biển cả. Cùng em biển tan, ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn, cô đơn biển cả. Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn, cô đơn, cô đơn. Chắc xin mời chị Phương Huyền luôn ha. Dạ. Khổ quá, chị Phương Huyền nhận xét nhiều rồi, các em có ghét nhiều như được cái gì đâu. Nhưng mà thôi, đây là cuộc thi. Dù sao nó vẫn là cuộc thi, thì dù đúng dù sai chị vẫn phải nói. À, em ơi, cái bài hát này á, cái chất giọng của em thì rất là ok, dày. Nói chung là những cái nốt âm treo của em rất là chuẩn, tốt. Nhưng mà em biết làm sao không? Nó đâu có phải là em làm cái nốt nhạc hay làm cái bài hát người ta bị hư hết, nó bị like hết rồi, nó không còn là cái nếu mà nhạc sĩ mà nghe được em hát vậy người ta rất là buồn.
Nên là chị nghĩ là những lần sau em đi thi, em phải nên tham khảo những người người ta biết về những cái bài hát khó này. Tụi em cũng không hiểu hết được cái cách hát, phải hát như thế nào để đúng với lại cái tâm trạng của người ta sáng tác cho cái bài hát. À, đồng ý, em nghe những cái ca sĩ kia trước hát thì cũng có những chỗ em bắt chước rất là giống, nhưng mà nó không phải như vậy. Nó làm lai căng hết cái bài hát của người ta, cái bài hát nó không phải như vậy nhá. Em nên nghe kỹ lại và em học hỏi thêm, tại vì cái giọng của em chị rất là tiếc cho cái giọng của em. Chị cảm ơn em. Vâng, các bạn thân mến, bây giờ xin mời các bạn, xin mời, cảm ơn chị Vương Huyền, cảm ơn em Khảo. Chúng ta sẽ cùng ở lại để đón chờ một tiết mục đặc biệt của 12 thí sinh. Các bạn cùng chờ đợi nha. Và để cho các bạn có tiện chuẩn bị thì xin mời các bạn đến với tiếng hát của một bạn nghệ sĩ đến từ Jimmy MP3.